Quan lớn về làng. Hai tám, hai chín. Mình làm gì mà mấy hôm nay tôi có thấy mình mang tiền ra đếm đi đếm lại hoài vậy? Cuối tuần hội làng, tôi đang phải lên bao nhiêu kế hoạch để về hội đây. Có gì mà phải kế với chẳng hoạch hả mình? Em tưởng chỉ sắm ít hương hoa, lễ lạc, về thắp hương là được rồi còn gì? Thế thì đã đành một nhẽ, đằng này lần trước về làng, tôi lại nhỡ mồm khoe làm đến chức phó lý trên tỉnh rồi. Mọi người ở làng kính nể lắm. Thế nên lần này về, mình cũng phải làm cho họ thấy mình ra dáng thế nào, không thì mất mặt lắm. Nhưng nhà mình lấy đâu ra tiền chứ? Phó lý về làng thì ít ra, cũng phải ngồi võng, phải có hai thằng hầu khiêng, phải có khăn xếp áo the là cái chắc rồi, mình lấy đâu ra chứ? Không có cũng phải có. Chúng mày ơi, nhìn kìa. Ai mà trông lạ thế? Ra xem đi. Hóa ra là bác Năm. Bác Năm, dạo này trông ếch quá. Đi chỗ khác chơi, tẹo tao cho quà. Nhưng phải gọi là ông phó lý, nhớ chưa? Ông phó lý về làng, ông phó lý về làng, chúng mày ơi. Ấy, ông phó lý đã về kia rồi. Bận rộn thế mà vẫn nhớ ngày hội làng. Quy hoa quá. Ông phó lý chu đáo quá, lễ lạc đâu ra đấy, có thế mới không hổ danh chứ. Đói quá, cả làng ăn cổ, mà chẳng ngó nghiêng gì tới ba thằng mình cả. Thôi, cố chịu vậy, tí xong việc rồi ta đi ăn bù sao. Lâu không về làng, làng ta vẫn vậy nhỉ? Mời bác, làng ta thì muôn đời vẫn chỉ vậy thôi. Cũng may là nhờ có bác mà dòng họ Nguyễn Duy nhà ta mới được nở mày nở mặt. Các cụ ta nói cấm có sai, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Mà tính ra thì họ Nguyễn Duy cũng có ai ngoài tôi đâu. Em mời các bác ạ. Trông ai như vợ chú Bảy ấy nhỉ? Dạ vâng, ông phó lý vẫn còn nhận ra tôi ạ. Nhớ chứ, hai đứa con nhà chị đây à. Đang đông đủ cả làng ngồi đây, mình cũng phải thể hiện tí cho mọi người kính nể mới được. Này, ông cho mỗi đứa một đồng mà mua quần áo, trông chúng mày lôi thôi quá. Chà, đúng là ông phó lý có khác, hào phóng quá. Có đáng là bao đâu. Dạ, con chào ông phó lý ạ. Lũ trẻ này là... Đứa này là con Hiểm, nhà anh Bốn. Kia là thằng Tí, nhà anh chị Mười. Còn đây là con Tèo, cháu nhà ông Ba. Đứa kia là... Mà tất cả đều là họ nhà ta cả đấy. Nào chúng mày, đi đi, để các ông còn uống rượu chứ. Đừng có làm phiền ông phó lý. Tiền đâu ra mà lắm thế? Ây khoan, có phần cả ở đây. Chẳng mấy khi tôi mới về làng. Con xin ông ạ. Con xin ông. Họ nhà ta giờ cũng đông trẻ quá nhỉ. Con xin ông. Con xin ông. Con xin ông ạ. Đúng là chẳng ai được như ông phó lý. Ông phó lý về nha. Nào, mau kiểu ông lên tỉnh. Thằng kia còn không mau che ô cho ông. Chúng tôi đói quá, qua trưa lâu rồi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Ông thanh toán tiền cho bọn tôi trước đi, để chúng tôi đi ăn gì đã, rồi mới có sức mà khi ông về được chứ. Các anh cứ yên tâm, tôi đã thuê là sẽ thanh toán sòng phẳng. Các anh cứ đóng cho trọn vai, về đến tỉnh nhất định tôi sẽ trả đủ. Không được, bụng đói thế này sức đâu mà về đến tỉnh. Ít nhất cũng thanh toán trước cho chúng tôi nửa tiền đi. Nhưng tôi giờ không còn xu nào. Tiền lúc nãy phát hết cho bọn trẻ cả rồi. Về tỉnh tôi hứa sẽ trả các anh mà. Cái gì? Ông định giở trò hả? Trời ơi, tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Kẻ nào mà to gan, dám đuổi đánh cả ông phó lý thế nhỉ? Trả tiền đây, chạy đâu cho thoát hả? Láng giềng. Bác phải phẫu thuật ngay, nếu không cháu e là bác sẽ không nhìn được nữa. Nếu phẫu thuật ngay thì cần đến mấy chục triệu, làm sao mà xoay sở kịp đây. Hay là vậy, chị uống nước đi. Vâng, tôi xin. Cảm ơn cô Quỳnh này. Tôi ngại quá,
Nhưng có chuyện này tôi vẫn phải hỏi cô. Vâng, chị nói đi ạ. À. Cô biết đấy, tôi bị tiểu đường, bác sĩ bảo biến chứng lên mắt và nói tôi phải mổ ngay. Nếu không phẫu thuật ngay, tôi sẽ bị mù. Mà cô biết đấy, tôi có một thân một mình. Có họ hàng xa thì họ đều khó khăn cả. Tôi cũng không biết nhờ ai, chỉ có cô là hàng xóm. Cô giúp tôi, cho tôi mượn 30 triệu. Khi nào có, tôi gửi lại cô sau. Kể ra chị ấy cũng đáng thương, nhưng số tiền ấy không hề nhỏ. Chị ấy có một mình làm nông nghiệp, bao lâu mới trả nợ được chứ? Mà lúc không trả được thì biết làm thế nào? Em cũng hiểu hoàn cảnh của chị. Nhưng chị à, dạo này em cũng bí lắm. Chồng em đi làm xa, mấy tháng rồi không về, mà cũng không gửi tiền. Ở nhà em lại phải lo cho thằng Tuấn ăn học. Em không có đâu chị ạ. Vậy à? Vâng, mong chị thông cảm. Không sao cô ạ. Thôi tôi xin phép. Hôm nay người ta hẹn tôi vào viện làm thủ tục, tôi phải chạy vào báo với người ta một câu vậy. Dạ vâng, chào chị. Alo. Dạ vâng, tôi Quỳnh đây ạ. À. Sao cơ ạ? À? Tai nạn. Vâng, tôi đến ngay. Bác sĩ, thằng Tuấn nhà tôi, sao rồi bác sĩ? Chị là người nhà bệnh nhân Tuấn. Dạ vâng, tôi mẹ cháu Tuấn đây ạ. À. Tuấn có nhóm máu hiếm, bệnh viện thì đang hết nhóm máu O. Tôi đã huy động hết nhân viên trong viện. Nếu không có máu truyền sớm, tôi e là không kịp. Bác sĩ lấy máu của tôi đi. Bác sĩ, bao nhiêu cũng được, miễn là nó được sống. Một mình chị thì không đủ, phải tìm thêm người. Tình thế đang rất nguy cấp, chị mau liên hệ anh em, họ hàng đến xem có ai cùng nhóm máu với cháu không. Nhà tôi một mình đến đây lập nghiệp, chồng thì bỏ đi mấy tháng rồi, họ hàng thì ở xa. Bác sĩ. Vậy thì... Trời ơi, con tôi. Bác sĩ, vừa có một người cùng nhóm máu đồng ý cho máu bệnh nhân Tuấn. Chị có nhóm máu O đúng không? Vâng, tôi nhóm máu O đây ạ. Chị Liên, là chị ư? Chào cô, tôi vừa đến viện để xin hoãn ca mổ mắt thì biết chuyện cháu Tuấn. May là tôi cùng nhóm máu O cô ạ. Chị ơi, em cảm ơn chị. Thế thì ổn, đủ máu cho Tuấn rồi. Chị ơi, em thật không phải với chị. Kìa, sao cô lại nói thế? Lúc chị cần em giúp đỡ, em đã quá ích kỷ không giúp đỡ chị. Em thấy rất xấu hổ. Không sao mà em, chị hiểu em cũng có cái khó của mình. Không, là em không tốt. Em có tiền nhưng không muốn cho chị vay. Lát nữa đợi tình hình cháu Tuấn ổn định, em sẽ cùng chị sang làm thủ tục cho ca phẫu thuật mắt của chị. Chị không phải lo lắng gì nữa đâu. Cảm ơn cô. Không nhận ra mẹ. Mẹ về rồi. Giờ này còn chưa ngủ à con? Làm gì mà thức khuya thế? Sáng mai dậy sớm đi học thế nào được? Mẹ, mai là 8 tháng 3, lớp con tổ chức meeting. Lớp con mời các phụ huynh tham gia, mẹ có thể tham gia với con không? Vậy à, chẳng mấy khi có dịp vui thế, một buổi chờ cũng không bằng được. Hay quá, thế thì mai mẹ con của mình cùng đến trường của con nhé. Mẹ, tai mẹ hôm nay sao lại sưng phồng lên thế? À, mẹ không sao, lúc nãy bê bát canh cho khách, chẳng may nước sánh vào nên tai mẹ bị bỏng chút thôi, mai là khỏi ngay ấy mà. Mẹ cả ngày đi chợ, tối mẹ lại tranh thủ làm thêm, mẹ vất vả quá. Mẹ không sao, mấy chuyện đó đâu có to tát gì chứ. Chỉ cần con luôn chăm ngoan, học giỏi, thì mẹ làm thế, chứ làm nữa cũng không thấy mệt đâu. Mẹ,
Mẹ ngồi xuống đi. Lâu lắm mẹ mới đưa con tới trường. Hôm nay vui quá. Con trai, chỉ tại mẹ bận quá nên là ít khi tới được cùng con. Con trai mẹ thật thiệt thòi quá. Thay mặt các thầy cô giáo, rất cảm ơn các quý phụ huynh đã tham gia đông đủ vào buổi gặp mặt ngày hôm nay. Để mở đầu, xin mời quý phụ huynh tham gia cùng các em một trò chơi rất thú vị. Hay quá, hay quá. Trò gì ạ cô? Đó là trò chơi sờ ta để nhận ra ba mẹ. Các ba mẹ sẽ xếp thành một hàng. Các con và các ba mẹ sẽ được bịt mắt lại. Và các con sẽ tự tìm ba mẹ của mình. Ai nhận đúng sẽ được phần thưởng. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên. Đây chính là ta thằng bé rồi. Chắc chắn thằng bé sẽ nhận ra mình ngay. Không phải thằng bé sao? Hết giờ. Mẹ, ba. Ôi, em nhầm mà. Ôi, em thua mất rồi. Vậy là chúng ta có 4 cặp mẹ con chiến thắng. Các em hãy cho cô biết làm thế nào các em có thể nhận ra ba mẹ của mình nhé. Tay của mẹ em có một chiếc nhẫn ở ngón út ạ. Tay mẹ em rất mềm và rất quen thuộc với em ạ. Còn tay mẹ em có mùi thơm không lẫn với ai được ạ. Mẹ, mẹ đừng trách con nhé. Thật ra con nhận ra mẹ ngay. Vậy tại sao con không đứng ở trước mặt mẹ? Tại nếu con đứng trước mặt mẹ, chắc chắn cô giáo con sẽ hỏi tại sao con nhận ra mẹ. Nếu con nói rằng vì tay mẹ bị chai sạn, phồng rộp thì con sợ sẽ làm mẹ buồn. Thay vào đó, con chỉ viết chữ mẹ vào tay để mẹ biết thôi. Nhưng bây giờ con nghĩ lại, tại sao con lại trả lời thế? Lẽ ra con phải nói vì tay của mẹ là đôi tay cứng ráp, đôi tay chứa chan yêu thương đối với con từ tấm bé. Vậy nên kiểu gì con cũng nhận ra mẹ. Con biết con đã làm mẹ buồn. Giá quay ngược thời gian, con sẽ làm cách đó. Con xin lỗi mẹ. Không sao, mẹ không trách con đâu. Mẹ tự hào vì con. Mẹ! Kẻ cắp. Dạ, xin mời anh chọn món ạ. Cô làm ơn cho tôi một suất cơm gà, thêm một ly nâu nóng nhé. Dạ, có ngay ạ. Chà, cả ngày đi viết với chụp, mệt và đói quá. Ông chủ đúng là không hổ danh đại ca chặt chém. Làm ăn là phải có đầu óc nhanh nhạy mới làm nên chuyện được. Đặc biệt người mua bây giờ, người ta khôn lắm, tính kế lừa được họ không phải dễ đâu. Ấy thế mà lần nào ông cũng lừa được họ. Vụ buôn bán này mà thoát lọt, kiểu gì ông chủ chẳng đút túi ít nhất 70 triệu. Dăm 70 là thế nào? Ít nhất phải 100. Ông chủ, mấy chiêu thức móc túi thiên hạ này ông chủ nhớ truyền lại cho tôi một ít nha. Tướng giỏi cần phải có quân giỏi, cậu yên tâm. Ông ơi, mua giùm con ít vé số ạ. À. Gì thế? Dạ. Ông mua giùm con tấm vé số ạ. À. Ý trời ơi, đi đi, đi đi. Dạ, tấm vé số này có nhiều giải đặc biệt cao lắm ạ. À. Ông mua giùm con nhé. Hay cái con này. Tao đã bảo đi đi, mà mày cứ dai như đĩa đối thế hả? Tao đang phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền. Không dễ gì mà bà gì mua đấy đâu. Bà mày không kiếm lấy một việc tử tế mà làm, đi bán vé số làm gì hả? Cháu Thôi đi đi, cho người ta làm ăn.
Này cháu bé, lại đây chú Bảo. Dạ. Cho chú mua 18 vé số nha. Vâng, có ngay đây ạ. Của chú đây ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu ngồi đây, chắc từ tối tới giờ chưa ăn uống gì phải không? Ngồi đây ăn cơm với chú. Chú mời. Cháu đừng có khóc, ngồi đây ăn cơm với chú. Hôm nay chú phải cảm ơn cháu. Chú cảm ơn cháu. Đúng vậy, chú là nhà báo. Hôm nay chú đăng bí đề tài, may mà gặp cháu ở đây. Cái bài là chú có bài đăng rồi. Chú tin nó sẽ là bài báo hay, với nhan đề gặp cô bé bán vé số, nghĩ về nghề tử tế. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều. Cháu ngồi xuống, ăn đi. Hai ly nước. Đào, con thích gì thì chọn đi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con chiếc ô tô kia nhé. Ừ. Máy bay của cậu đẹp quá. Cho tớ chơi thử một tí nào. Mẹ, mẹ mua cho con chiếc máy bay giống của bạn Richard đi. Máy bay ư? Mẹ vừa mua cho con một chiếc ô tô mới rồi cơ mà. Nó đâu rồi? Không, con chán cái ô tô đó rồi. Con thích máy bay cơ. Thôi nào Alex. Không, con thích máy bay cơ. Máy bay cơ. Thôi thôi được rồi, mai mẹ sẽ mua cho con, chịu không? Hân hơn mẹ. Alex, đang tối đi con. Lại súp ngô. Thôi con không ăn đâu. Sao thế? Mọi hôm con vẫn thích súp ngô mà. Nhưng hôm nay con không thích. Con thích mì xào cơ. Thôi, con ăn súp đi. Rồi mai mẹ làm mì xào cho. Không, con không ăn đâu. Ơ kìa, Alex. Thằng bé hôm nay chắc có chuyện gì không vui. Lúc đi học về, người đó ướt nhẹp, còn lấm lem bùn đất nữa. Con chiều thằng bé quá rồi, nên bây giờ nó mới bướng bỉnh như vậy. Con... đã đến lúc phải cho nó hiểu vài điều rồi. Alex, cháu trai của ta, có chuyện gì mà cháu bực bội thế? Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với cháu ông ạ. Trên đường đi học, cháu làm rơi chiếc bút máy mà cháu thích nhất. Giờ thể dục, đội của cháu lại bị thua đội lớp B. Lúc tan học thì trời mưa to, làm cháu ướt nhẹp cả người. Ừ, ông hiểu rồi. Để ông pha cho cháu cốc nước chanh, cháu uống xong sẽ thấy thoải mái hơn. Ly thủy tinh này là nước chanh mà cháu rất thích. Cháu hãy uống đi. Ôi, chua quá ông ơi. Sao ông cho ít đường thế ạ? Thì cháu uống thử ly này xem. Ly này còn chua hơn cả ly vừa rồi ông ạ. Hình như ông quên không bỏ đường thì phải. Bây giờ cháu uống lại ly nước lúc nãy xem. Ly này cháu uống rồi mà. Uống lại làm gì hả ông? Nghe lời ông, cháu cứ uống đi. Nhưng... sao lạ thế nhỉ? Vẫn là ly nước đó mà cháu thấy nó ngọt thế hả ông? Ông vừa bỏ thêm đường à? Ừ, cháu à, ly nước chanh ít đường vẫn như thế. Không có gì thay đổi cả. Chỉ là do cảm nhận của cháu thôi. Nghĩa là sao ạ? Khi cháu uống ly nước chanh không đường, rất chua, cháu mới thấy quý trọng chút đường mà trước đó cháu đã. Khó khăn cũng như vậy, nó giúp chúng ta biết trân trọng những thứ mà ta cho là nhỏ nhặt trước đó.
có bị thua trận, cháu mới biết quý trọng phút giây chiến thắng. Có gặp trời mưa, cháu mới yêu những ngày nắng đẹp. Hãy mỉm cười và yêu những gì mình đang có, cháu à. Cháu hiểu rồi ông ạ. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.